5 sản phẩm làm đẹp mà mọi phụ nữ chúng ta nên tránh khi chăm sóc da, và đặc biệt là phụ nữ ngoài 30 tuổi nên tránh 5 sản phẩm này nếu không muốn rằng da chúng ta bị lão hóa một cách vô cùng nhanh chóng. Thứ nhất là những sản phẩm kem dưỡng ẩm có mùi hương. Thông thường những sản phẩm kem dưỡng ẩm mà có mùi hương này thì chúng sẽ có những bảng thành phần. Thứ nhất là có thể khiến da chúng ta rất dễ bị kích ứng này, mẩn ngứa, nổi mụn. Bởi vì khi chúng ta bước qua độ tuổi khoảng tầm 30 hay 40 thì làn da rất là nhạy cảm, và nếu dùng những sản phẩm có hương liệu thì da rất dễ là nổi mẩn. Điều thứ hai, những sản phẩm này có thể gây tình trạng bít tắc với làn da của chị em. Và rất nhiều phụ nữ chúng ta khi dùng những sản phẩm dưỡng ẩm mà có mùi hương liệu như thế này thì mặc dù đã 40 thậm chí 45 tuổi rồi nhưng làn da vẫn có mụn giống như được cái độ tuổi trước. Đó, vì vậy thì cái việc lựa chọn dưỡng ẩm tuy rằng nó rất là cơ bản thôi nhưng nó phải phù hợp với tình trạng da. Điều thứ hai là tránh dùng khăn lau tẩy trang. Một cái sản phẩm khăn lau tẩy trang nó rất là tiện lợi đúng không? Bởi vì chỉ cần rút miếng khăn ra thôi và lau trên mặt là xong. Nhưng thứ nhất này, cái này chúng ta chỉ nên dùng khi nào đó chúng ta bất đắc dĩ, hoặc là di chuyển chúng ta không có nước, hay là chúng ta không tiện mang theo cái tẩy trang thì nên dùng thôi. Điều thứ hai này, thông thường thì trong các sản phẩm mà khăn lau này chúng sẽ có chứa cồn. Và cồn với phụ nữ mà nhất là ngoài 30 tuổi thì làn da lại yếu ớt hơn, khả năng mất ẩm này, bù nước cho làn da nó kém hơn rất là nhiều. Vì vậy dùng những sản phẩm này thì da rất dễ kích ứng. Và thứ ba này, cái việc chúng ta dùng khăn lau như vậy thì nó sẽ rất khó để có thể remove những cái gọi là trên làn da của chúng ta. Vì vậy chúng ta sẽ thường có xu hướng là kỳ rất là mạnh ở trên cái làn da. Và chính động tác kỳ như vậy cộng theo làn da đã đang lão hóa rồi thì nó sẽ khiến cái lão hóa chúng ta xảy ra không phanh. Đó, vì vậy là nên dùng những sản phẩm là tẩy trang dạng nước thật là dịu nhẹ, dùng những bông tẩy trang 100% cotton, lấy ướt đẫm miếng bông và xoa thật là nhẹ nhàng ở trên cái làn da của chị em. Điều tiếp theo là chính là dùng những cái sản phẩm có chứa cồn. Thực tế thì cồn không phải là quá xấu với làn da. Nếu các bạn biết rằng là những các bạn tuổi teen này, nhất là bạn nam, chúng ta bị đổ dầu rất là nhiều thì bên trong sản phẩm sữa rửa mặt hay là toner thường sẽ có thêm cái cồn vào, thì chúng sẽ vừa hỗ trợ là làm sạch da tốt hơn, kiểm soát tình trạng dầu mụn, ngoài ra thì tăng cường khả năng thẩm thấu vào làn da tốt hơn. Ví dụ có một cái sản phẩm mà BHA của hãng Obagi này có chứa cồn rất là nổi tiếng nhưng mà trị mụn rất là hiệu quả. Thế nhưng mà nó lại phù hợp với những làn da mà khỏe, mà nhiều dầu, mà ở độ tuổi khoảng tầm là 2x thôi. Còn nếu sang độ tuổi khoảng 30-40 chúng ta dùng những sản phẩm có chứa cồn như vậy thì da chúng ta rất dễ kích ứng, quá tải. Điều quan trọng ở đây là hãy dùng những sản phẩm mà dịu nhẹ thôi, thật là nhẹ nhàng với những làn da của chị em thôi. Và điều cuối cùng đó là dùng những sản phẩm treatment có nồng độ cao. Hương lấy ví dụ như là retinol 1%, vitamin C 15%, 20% hay là niacinamide 20%. Thực tế thì những cái sản phẩm mà treatment có nồng độ cao như vậy thì vẫn có thể dùng được. Nhưng thường chúng sẽ điều trị một vấn đề gì đó trên làn da và trong một khoảng thời gian ngắn thôi, và sẽ cần phải có sự theo dõi của chuyên gia hay là bác sĩ da liễu. Còn ở đây chúng ta sử dụng những sản phẩm mang tính dưỡng da hàng ngày và dùng tại nhà và duy trì lâu dài thì sẽ nên là những cái sản phẩm mà nhẹ nhàng cho cái làn da thôi. Ví dụ như là vitamin C nên khoảng tầm 10% này, retinol nên khoảng tầm là 0.5% thôi, hoặc là niacinamide khoảng 10% thôi. Thì cái việc này, những làn da tầm 30-40 đang yếu đi dần thì nó hỗ trợ là da khỏe hơn, đồng thời từ từ thẩm thấu vào làn da và tránh tình trạng kích ứng, quá tải hay là sạm da. Rồi chị em chúng ta đang dùng các sản phẩm treatment của hãng nào với nồng độ bao nhiêu và làn da đang có sự thay đổi như thế nào? Mình hãy comment phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha.